Sáng nay, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Trần Hoàng Tuấn làm việc với đoàn công tác của Đại học Quốc gia Hà Nội do giáo sư tiến sĩ Lê Quân, giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội làm trưởng đoàn, đến thăm và làm việc với tỉnh Quảng Ngãi và trường Đại học Phạm Văn Đồng. Đại học Quốc gia Hà Nội là một trong hai hệ thống đại học quốc gia của Việt Nam, là trung tâm đào tạo nghiên cứu khoa học, chuyển giao tri thức và công nghệ đa ngành đa lĩnh vực với chất lượng cao đạt trình độ quốc tế, đáp ứng nguồn nhân lực cho sự phát triển của đất nước, phù hợp với xu hướng phát triển giáo dục đại học tiên tiến. Đại học Quốc gia Hà Nội hiện có các viện nghiên cứu khoa học và 8 trường đại học thành viên, các đơn vị đào tạo trực thuộc. Trường đại học Phạm Văn Đồng là cơ sở công lập đào tạo đa ngành, đa phương thức, là cơ sở nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ, cung ứng nguồn nhân lực có chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Quảng Ngãi và khu vực miền Trung Tây Nguyên. Trường đào tạo bộ dưỡng 14 ngành bậc đại học và một ngành bậc cao đẳng với các hình thức chính quy, liên thông chính quy, vừa học vừa làm, liên thông vừa học vừa làm trường đã liên kết đào tạo với các học viện, trường đại học lớn trong cả nước, thiết lập quan hệ hợp tác và quan hệ với các doanh nghiệp để hỗ trợ sinh viên. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Trần Hoàng Tuấn và Giáo sư Tiến sĩ Lê Quân, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, các đơn vị thành viên và trường đại học Phạm Văn Đồng đã trao đổi thỏa thuận một số nội dung quan trọng để hợp tác trong thời gian tới.